Kính thưa cộng đoàn, linh mục được chuyển chức là để được sai đi. Chuyển chức là để được sai đi để thi hành theo tiếng gọi của Chúa. Thế cho nên cái việc mà thời gian này ở xứ này, thời gian sau ở xứ khác, nó là một sinh hoạt rất bình thường của giáo hội. Và mỗi khi mà tới đâu đấy, thì nói theo cái cách nói của nhà thơ Chế Lan Viên, khi tôi ở chỉ là nơi đất ở, nhưng khi tôi đi, đất đã hóa tâm hồn. Đến đâu thì nơi đó là gia đình. Gặp người nào mà mình phục vụ thì nơi người đó là người thân. Anh em linh mục chúng tôi cùng với quý sơ, quý thầy không được chọn cái nơi mình đến, không được chọn cái người mình phục vụ, không được chọn công việc mình làm. Giống như một người thợ khi được sai vào một thửa đất nào đấy, cho dù là đất sỏi đá hay là đất màu mỡ, thì người thợ đó đều phải mang tất cả những khả năng và những ơn lành mình đã đón nhận mà cày, mà cuốc, mà sới để trồng cây và để Thiên Chúa thu hoa trái. Đó là công việc của các linh mục, các tu sĩ trong giáo hội của chúng ta. Và đó cũng là một nét đẹp trong đời sống đạo của giáo hội Công giáo. Những cái gì mà chúng ta đã cùng với nhau làm được trong thời gian gần 6 năm qua, thì trước hết chúng ta phải nói đó là ơn của Chúa. Tôi rất thích cái câu của Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi tín hữu Corinto. Ngài bảo rằng, tôi có là gì thì đều do bởi ơn Chúa, và tôi có làm được gì thì cũng đều do bởi ơn của Chúa. Nếu không có Chúa chúc lành thì thợ nề vất vả cũng chỉ là uổng công thôi. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm. Và cùng với ơn Chúa, đó là sự cộng tác của tất cả mọi thành phần dân Chúa nơi làng Hoàng Nguyên này. Nếu mà không có sự cộng tác của hội đồng mục vụ, nếu mà không có sự cộng tác của quý cụ, quý ông bà và tất cả anh chị em, thì những kế hoạch, những dự tính, những ý tưởng sẽ không được thực hiện. Tôi rất là cảm ơn tất cả mọi người vì đã hưởng ứng những cái ý tưởng và lời mời gọi của tôi trong cái đường hướng xây dựng giáo xứ này. Từ việc xây dựng và phát triển cho các em thiếu nhi, cho đến xây dựng các cơ sở vật chất, đây là kết quả chung của tất cả chúng ta, không phải của riêng tôi. Tôi chưa bao giờ nhận một cái thành quả nào là của riêng mình cả. Nó là kết quả chung của chúng ta. Thời gian vừa rồi, Đức Giáo Hoàng Francisco có nói đến tính đồng trách nhiệm. Ngài bảo rằng giáo hội không phải của hàng giáo sĩ, cũng chẳng phải là của giáo dân, mà giáo hội là của các tín hữu. Có nghĩa rằng tất cả những ai được rửa tội thì những người đó là chủ của giáo hội và có trách nhiệm xây dựng giáo hội. Cho nên là Ngài mời gọi các thành phần dân Chúa trong giáo hội thể hiện cái tính đồng trách nhiệm. Giáo hoàng, giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, giáo dân, tất cả cùng với nhau trong tinh thần đồng trách nhiệm để xây dựng giáo hội của Chúa. Và trong suốt thời gian gần 6 năm qua, chúng ta đã làm cái điều này rất là tốt, rất là tốt. Cho nên là hôm nay tôi muốn dâng lễ tạ ơn Chúa về tất cả những điều ấy. Trước hết là xin cảm ơn bà Trí. Từ ngày tôi về với giáo xứ Hoàng Nguyên, bà Trí đã luôn lo lắng cho tôi tất cả các bữa ăn. Cho dù là trời nắng hay là mưa, cho dù là mùa đông hay mùa hè, cho dù là nhiều khi không có tiền, bà Trí vẫn lo rất là tốt. Ngay cả cái thời dịch Covid vẫn cố gắng để lo cho tôi với các thầy,
các bữa ăn rất là đầy đủ. Nhờ đó mà tôi có đủ năng lượng để phục vụ cộng đoàn dân Chúa ở miền này với gần 6.000 giáo dân. Xin cảm ơn quý sơ đã cộng tác rất là nhiệt thành, và quý sơ bên nhà khuyết tật, rồi quý sơ bên hiệp nhất. Hiện diện, sự hiện diện của quý sơ ở nơi mỗi giáo xứ nói lên sự hiện diện của nước trời, như chính giáo hội đã nói trong tông huấn về đời sống thánh hiến. Các sơ không chỉ hiện diện mà các sơ còn cộng tác rất là đắc lực trong việc giúp cho các em thiếu nhi, trong việc thăm viếng những người già, kiểu mình thánh Chúa cho bệnh nhân. Cả tuần bận rộn, cả tuần vất vả, nhưng vẫn sẵn sàng để bày tỏ lòng thương xót của Chúa qua những công việc như vậy. Cảm ơn quý sơ rất là nhiều. Cảm ơn quý hoạt động mục vụ đã mãn nhiệm, những người đã làm việc với tôi trong thời gian 4 năm về sau này. Thời gian mà giáo xứ chúng ta có nhiều công việc nhất, có nhiều sự kiện nhất. Có những lúc tưởng chừng công việc đi vào bế tắc, có những lúc tưởng chừng không thể tìm cách để giải quyết được. Thế nhưng mà nhờ sự nỗ lực và cố gắng của các thành viên hội đồng mục vụ đã cùng chia sẻ với nhau, đã cùng hợp tác với nhau, và mọi sự cũng đã vượt qua. Tôi xin cảm ơn ban hội đồng mục vụ tân cử, những người chỉ mới làm được hơn một tháng nay thôi. Đa phần chưa bao giờ làm hội đồng mục vụ, thế nhưng mà cũng đã rất cố gắng và nỗ lực. Mới nhận chức thôi, thế nhưng mà đã phải lo đủ thứ chuyện. Hôm nọ bác Tăng có nói với tôi rằng mới nhận được hơn một tháng mà tôi đã rời đi nơi khác, lại bắt đầu làm việc với một cha xứ mới, chưa biết tính cách tính tình thế nào. Tôi bảo rằng cứ an tâm, đã có Chúa lo hết, không có sợ gì cả. Xin đã cảm ơn chính quyền các cấp và chính quyền huyện Phú Xuyên, rồi thành phố Hà Nội, đặc biệt là xã Chi Thủy, và lãnh đạo của thôn Hoàng Nguyên đều đã rất là ủng hộ cho chúng ta trong những công việc, trong những tổ chức. Và một cách riêng xin cảm ơn anh Quyết, là con dân của làng Hoàng Nguyên này, và luôn nghĩ đến nơi chôn rau cắt rốn của mình. Không chỉ tuyên xưng đức tin ở nơi mình làm việc, mà còn luôn cố gắng tìm mọi cách để giúp đỡ, vun vén cho quê hương. Đó là một cái điều rất là tốt lành. Tôi xin cảm ơn các xóm, các hội đoàn, các ban đã rất nhiệt thành trong các công việc và những lời mời gọi mà tôi đưa ra. Ví dụ như việc chúng ta tổ chức đọc kinh liên gia vào tháng 3 và tháng 11, các xóm làm rất là tốt. Đó là hình ảnh của một sự cộng tác mà Chúa luôn mời gọi nơi xã hội chúng ta. Anh chị em ca đoàn, ban kèn, ban trống luôn rất là sẵn sàng cho các thánh lễ. Nhất là khi mà chúng ta tổ chức lễ khánh thành chủng viện, rồi trước đó là lễ chuyển chức linh mục, dòng dã 2 tháng trời tập tành mà không thấy ai kêu ca gì cả, rất là vui vẻ, rất là phấn khởi. Tôi cảm ơn rất là nhiều. Tôi cảm ơn quý huynh dự trưởng giáo lý viên, được gọi là cánh tay trái của các cha xứ. Nếu như hội đồng mục vụ là cánh tay phải thì huynh dự trưởng giáo lý viên là cánh tay trái. Bởi vì nếu như không có huynh dự trưởng giáo lý viên thì sẽ không có người đồng hành với thiếu nhi. Hiện nay chúng ta có hơn 400 em thiếu nhi ở nguyên cái làng Hoàng Nguyên này, từ 5 tuổi cho đến 14 tuổi. Với 400 em ấy mà không có một đội ngũ nhân sự đông đảo thì không thể giúp cho các em được. Mặc dù có sự hướng dẫn của cha phó, của thầy sứ, của quý sơ, nhưng nếu như không có những huynh dự trưởng giáo lý viên thì không thể làm tốt được.
Mặc dù ăn cơm nhà bác tù và hàng tổng, nhiều khi còn bị nhiều người nói này nói kia, thế nhưng mà anh chị em đã rất là hy sinh, cố gắng và nỗ lực. Tôi xin chân thành cảm ơn các giáo lý viên, huynh dự trưởng đã cùng với tôi trong suốt những năm tháng qua phục vụ cho thiếu nhi. Đối với tôi thì việc mục vụ số 1 luôn là thiếu nhi, bởi vì thiếu nhi là tương lai của gia đình, của giáo xứ, của giáo hội và xã hội. Nếu mà chúng ta chăm lo cho các em thiếu nhi tốt, chúng ta sẽ có những em giới trẻ tốt, chúng ta sẽ có những hội viên của các hội đoàn, các ban tốt, chúng ta sẽ có những gia đình tốt. Cho nên thiếu nhi luôn là ưu tiên trong việc chăm sóc mục vụ. Và tôi cũng xin quý cụ, quý ông bà và anh chị em, các bậc phụ huynh quan tâm đến con em của mình trong việc học văn hóa, trong việc trau dồi nhân bản, và đặc biệt là học giáo lý, trong chuyên chăm cầu nguyện. Một ngôi nhà chúng ta có thể xây trong vòng 3 năm, ngôi nhà thờ này có thể xây trong vòng 4 năm, tốn kém. Thế nhưng mà để có được 400 em thiếu nhi là những con người trưởng thành, là những người công giáo tốt, thì chúng ta không chỉ tốn kém về tiền của, không chỉ tốn kém về công sức, mà còn phải mất thời gian ít là 10 đến 15 năm. Một thời gian dài lắm. Thế cho nên đầu tư cho thiếu nhi luôn là một ưu tiên của giáo hội. Tôi rất là tạ ơn Chúa vì cho đến bây giờ, khi mà nhìn vào ba giáo xứ Hoàng Nguyên, Cổ Liêu và Thủy Chú, tôi đã có thể an tâm cách nào đó về thiếu nhi của chúng ta. Tôi xin cảm ơn quý cụ, quý ông bà và anh chị em, những người đã âm thầm cầu nguyện cho tôi, cho các công việc của giáo xứ, những người đã hỗ trợ tôi cách này cách khác. Xin cảm ơn một số gia đình trong giáo xứ rất là thiện chí, thỉnh thoảng lại mời ăn cơm, rồi cho cái này cho cái kia. Có những người thỉnh thoảng cho tôi tiền đổ xăng, cho tôi thịt bò, thịt vịt, gà, rau, rồi cho phở, cho khoai lang. Những cái món quà mà cộng đoàn gửi đến cho chúng tôi bày tỏ cái sự quan tâm, nói lên cái lòng yêu mến. Chúng tôi rất trân trọng về cái điều đấy, không phải vì giá trị, nhưng vì tình cảm. Giá trị thì có thể qua đi, nhưng tình cảm nó sẽ còn mãi. Tôi xin cảm ơn cái sự động viên rất hữu ích của quý cụ, quý bà và anh chị em ấy. Và còn xin cảm ơn cha phó, trong suốt thời gian cha về phục vụ với giáo xứ, và cha đã vui lòng đón nhận những cái công việc mà con mời gọi, đặc biệt là đồng hành với thiếu nhi, với giới trẻ và những công việc khác nữa. Ngài đồng hành mà chưa thấy ngài kêu bao giờ cả, rất là tốt lành. Còn cảm ơn cha Gioan hôm nay đã đồng hành với con trong thánh lễ này, và trong suốt những năm tháng qua mà cha vẫn luôn hỏi han rồi quan tâm cách này cách khác. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, người Việt Nam của chúng ta nói rằng nhân vô thập toàn, cho dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì vẫn còn đó những tội lỗi, những thiếu sót, những bất toàn. Trong suốt thời gian mà tôi đồng hành với cộng đoàn ở đây, chắc hẳn tôi không thể tránh khỏi những điều ấy. Những lời nói khi bực tức, khi không kìm nén được cảm xúc, những thái độ cử chỉ có thể sẽ làm cho một số người không hài lòng, hoặc là không vui, hoặc là mất đi cái tiếng tốt của mình. Tôi xin chân thành xin lỗi nếu như vì cái sự bất toàn và thiếu sót của tôi mà làm thiệt hại hay là làm mất đi cái sự bình an, niềm vui của ai đấy, thì cho tôi xin lỗi. Xin cộng đoàn cũng thêm lời cầu nguyện cho tôi trong sứ vụ mới. Bằng sở chỉ có một nhà thờ với 1.700 giáo dân, thế nhưng mà có khá nhiều công việc để làm. Cách đây khoảng 1 tiếng, cha phụ trách ơn gọi gọi điện cho tôi bảo rằng là
đang muốn đưa 20 thầy phó tế về tĩnh tâm trước khi chịu chức linh mục ở bằng sở, thì liệu có tổ chức được không? Tôi bảo là mai con về mới có thể quyết được, hôm nay chưa giải quyết được cái gì cả. Rồi lại chuẩn bị lễ sinh nhật trên trời của cha Thánh Phêrô Lê Tùy, rồi những ngày lễ hành hương và những ngày lễ khác nữa. Chắc hẳn là sẽ có nhiều những công việc chờ đợi tôi ở phía trước. Xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho tôi, để tôi chu toàn cái sứ vụ mà Chúa trao phó qua bề trên giáo phận. Sáng ngày mai 8:30, tôi sẽ lên bằng sở để bắt đầu sứ vụ mới. Và đến ngày 11 tháng 10, vào lúc 9:30, tại nhà thờ giáo sứ bằng sở, Đức Tổng Giám Mục sẽ chính thức trao sứ cho tôi, với việc trao chìa khóa, trao ghế chủ tọa, trao tòa giải tội, trao giếng rửa tội, trao dây chuông và trao chìa khóa nhà chầu, để tôi trở thành mục tử riêng của giáo sứ bằng sở. Và tôi xin mời quý cụ, quý ông bà và anh chị em cùng hiệp thông cầu nguyện trong thánh lễ. Ngày 11 tháng 10, vì rất đông khách hành hương, dự kiến khoảng chừng 40.000 người, cho nên là cộng đoàn đi tham dự thánh lễ. Nhưng mà nếu như tôi không tiếp đón được một cách chu đáo, thì xin vui lòng thông cảm cho tôi. Một lần nữa con xin cảm ơn quý cha, cảm ơn thầy sứ, cảm ơn quý sơ, quý đồng mục vụ, các ban hội đoàn và tất cả những ai đã cùng với con trong suốt gần 6 năm qua cử hành các bí tích, cầu nguyện, làm các công việc mục vụ để xây dựng giáo hội tại quê hương, tại làng Hoàng Nguyên này. Xin Chúa chúc lành và trả công cân xứng cho tất cả mọi người. Chúng ta cùng đổ tràng pháo tay cảm ơn nhau. Hôm nay cũng là thánh lễ cuối cùng tôi dâng với tư cách của cha xứ. Lần sau mà về đây thì không còn là cha xứ Hoàng Nguyên nữa, chỉ là cha khách thôi. Nên xin chào tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Tôi ra đi lần cuối, nhưng mà rồi sẽ trở lại. Xin cảm ơn. Chúng ta đứng lên để kết thúc thánh lễ.